phẩm đó. Quả chết đi ở giờ vậy? Cái chuyện sao mà tí chung ruộng vậy? Chung chẳng sao nào có bị sao không? Em đi đi đâu đâu mà sao đâu? Mày xe mày sao mày đừng lấy xe tao mày cả cái đó. Để giờ sao? Đó đâu? Ấy chỗ nào? Chỗ nào ông chạy ra đi. Chạy ra đi. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Đâu chạy ra đi hả? Tắt đi. Hello, chào mọi người nha. Ngày hôm nay mình có mua một cái chơi này các bạn. Cái chơi đây tầm 4 kg hơn 4 kg á. Là hôm nay thì sẽ về, nói chung là lâu lâu mình có bữa ra ẩm thực độ mình làm con cá rồi nướng rồi nhâm nhi với má em nhậu đó chị em ơi, bỏ nhậu đi. Mày nhậu mày cút mẹ em đi. Bỏ nhậu. Làm người đi. Sao không? Nhậu mày cũng nhậu. Còn game? Ai hú thì cũng có. Mày chết mẹ em hút đi. Mẹ mày còn hút thì mày chết mẹ mày sống gì trên đất vậy mày? Còn game? Còn game? Sao đang nói đúng rồi nè. Mày không cho mày giờ mấy con mày báo cáo chứ làm gì mà. Còn game lại thằng đeo kêu làm người đâu vậy? Chắc hồi giờ mình làm gì ta? Hả? Sao nói vậy? Ở đây nãy sẽ đeo cái bỏ đi mình làm người. À. Chứ hồi giờ mày vậy. Giờ nhân cái như thế này mày làm gì mình làm gì không? Bình dường cá này. Là sao cái đúng chuyện rồi. Đó là nó rất là nhiều cái luộc. Đúng cái con mẹ vậy. Luộc. Tao mày tao nướng mà nói vậy tao kêu luộc luôn mẹ. Chấm nước mắm anh ừ. Ừ. Luộc của bên tráng mẹ. Bình thấy sao? Còn thôi giờ mà tao nói có một cách nhanh nhất nè. Để phải không xanh. Đậu mày phải không chết mẹ rồi phải không xanh mày này. Để chung là cá thì coi chi có nướng là ngon nhất thôi bạn. Mình cái luộc đây, nó ngán lắm. Cái thịt nó là đúng nó rồi. Kiểu mà nó nướng nó cho nó chảy đi. Ê Jim nướng mình đó. Mình nó xét lát hay là sao Phúc? Xét lát không? Nướng nguyên con mình cứ cứa ra mình ướp gia vị thôi. Lẩu lẩu bảo luôn. Cá nó lẩu ăn chết luôn á. To thùng lồ 4 tí mình nấu lẩu. Em buông ta. Đúng rồi. Mày bị điên mẹ đâu. Mẹ anh mùa tàng chứ ôi tại chỗ luôn á. Đậu bé con là anh mùa tàng thôi chết lộn đó. Thử thách em anh mùa tàng mẹ. Ừ anh người cuối cùng anh mùa tàng đây thắng. Ờ à, nhận em bụng điệu. Bụng này hay yếu điều hay luôn. Mấy tay người ta hư cái mùi thấy ối rồi. Rồi sau đó giờ hôm nay mình sẽ là mình nghĩ là nướng các bạn. Đúng rồi mình sẽ bây giờ mình sẽ cứa ra nha các bạn. Để nướng nguyên con luôn chả đẹp hả? Đúng rồi mình chỉ cứa ra thôi. Cứa xíu rồi nè. Thì giờ mình sẽ là điêu luyện một cái điệu xe ké. Trời ơi. Trời ơi chết chó. Nó một cái tầm đẳng cấp các bạn à. Thôi ông im mẹ à mồm đi. Đẳng cấp không? Đường bên đây. Đường nào đây? Đường đá này không? Đi không? Khi mà lửa nó để ứng thang rồi sẽ mở cái lên. Cũng rồi, thôi, thờ. Thousand years later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4, a few moments later. Cái dầu này nó mới dính nè, đấy phải không? Thế mình sẽ điều lên xanh này như vậy này, biết điều lên xanh hết mấy là kia nó dính ấm.
Nói chung là anh Phúc mới tới các bạn. Anh chờ tới cái giờ mà con kéo mình là 9 giờ tới anh không à. Điều con người anh sớm giờ anh không tới. Đâu nhỉ, lý mày. Lâu giờ là tao chưa có làm ẩm thực. Cái gì vậy anh? Sao sao đó? Lâu giờ tao không có làm ẩm thực đồ ạ. Ừ. Tới giờ tao vô tao ăn là người ta nói tao chết. Đó mà đỡ tao nướng tao la mày. Ủa mày nướng nữa ké nó chín mẹ rồi kìa. Khủng quá à. Đỡ tao quét dầu đồ cho nó có mày hiểu không? Đéo. Đỡ chứ cái nhà thôi tao làm biếng. Ý là giờ các cái đoạn này. Mày đưa tao lên đầu. Còn cái đoạn mày ở sau. Nhìn con nào nhìn nào dưới giấc mặt một liều mày. Liều gì? Quần sang mà lên lên thuốc cái tầm vụ mấy cái màu này. Bữa đứng nghe nghe. Ý giờ sao? Ý giờ anh muốn sao? Quần nó né mày. Sao không mầm nào cũng có ở đây tao ghét chứ mày. Không. Sáng giờ em làm á. Sáng giờ nó làm nhiều quá. Anh không có làm mà anh vô anh lên á. Bây giờ chính đâu anh làm gì nữa? Thôi sao nào cảm ơn em lặng mẹ này. Giờ chính đâu anh làm gì nữa anh quá. Thôi giờ mà anh biết sao lâu bộ sinh không biết đồ nó làm tu nhanh đồ nhẹ nhẹ đồ tao biết đồ vậy. Ý là giờ quay cho tao biết là người ta đã biết là anh làm ấy. Mà lấy mày im mày. Cái mày. Gọi làm đụng mày gì mày. Cái đụng mấy đồ thứ không làm mà tao ăn nè. Anh thấy không người ta nói sẽ chữ anh. Hello các bạn. Thì hôm nay là Thiết có làm một cái ẩm thực nữa. Là vô chứ nó không có bao nhiêu tiền nữa các bạn. Tiền thì nó mất thì vô. Thì hôm nay đã làm con kéo rất là to. Ở đây chèm lửa luôn á. Đâu mình ăn mà nhẹ nhàng lắm các bạn. Chưa ăn mà nghẹn. Tiền của đó mà giờ cho mình nghe luôn các bạn. Ai út rồi. À anh gì? Mày vừa lên chữ anh quá. Anh gì tao đợi lúc. Mày gái nó nổi chứ nha. Thằng đau đây sẽ mệt chứ anh. Mất đơn rồi anh trai. Ăn vui. Anh này thang đều rồi quét đều này sao nào. Không ăn càng vui. Để quét phần đều rồi. Đưa mẹ nè mày dạy chỗ khác mẹ. Không mới vô nha nha. Sao thằng đau đây tao mệt nó quá. Quất. Hậu ai biết bạn bếm anh rồi. Trời đồ mày chín nào giờ. Ý giờ anh làm gì nữa. Để làm gì nữa. Bữa nào mà tăng lương núi cho mẹ mày. Đừng quá rồi, cũng mới nó để bị giấy rồi anh cứ ngay chặt nó nữa, biểu sao nó không cần. Ý mày nói nó bị khùng mày. Không đưa làm gì đâu. Bây giờ con ké này á, là mình để làm ẩm thực rồi nha các bạn. Hay làm. Sáng giờ mình cắt bụng mình mổ đồ hết nha các bạn. Ê, anh làm ở đây. Biết làm nhưng mà mình làm. Mình chỉ có quét con ké lên. Đây, biết cái đeo về cái chỗ đeo chưa quét này. Nó phải chờ mình vô đó mà quét con ké rồi nó thấm được. À, ấy là đỡ cho giờ cá công hả? Cá công làm đúng không? Dạ, để em tu mẹ. Ừ, tu mẹ. Đeo quẹ em quét, cái mình lấy anh xanh nó quét đó rồi. Ai út đâu? Đừng tung mấy cái anh quá ừ. Đừng có giỡn giỡn rồi đó. Chưa đeo biết đeo nào. Cái đeo quẹ này. Đeo nào? Đeo con ké nè. Tôi đưa đeo khóc này, tôi quét mẹ. Anh cái làm đỡ anh xanh nó làm kìa đúng không? Chô, ké giờ đồ nói chung là đẻ các bạn. Chung giờ ké nó đã chín rồi. Đúng rồi hả? Anh em ké rồi giờ. Nói chung là anh Quốc nè, anh Quốc là không thiết sao nó không nói mày nói nhiều chuyện mà. Em nói nè, giờ em nói nè. Em nướng sáng. Nói chung là công hồi sáng giờ anh Quốc không có làm gì đó. Ké thì mình luôn nướng chín rồi. Còn cái thằng Quỳnh nó điên rồi sao biết nữa. Mày mà có bị gì không xanh? Mày gút tiền dương quá luôn mày. Thì chú mà nó đạp kể luôn rồi. Trời ơi. Xanh. Xanh. Em bước lại ra nói chuyện này. Quả chứ là em bị gì đó mà sao tự nhiên không em muốn kể cho chú của anh Hằng vậy? Em đang tập võ. Xin lỗi anh Hằng nha lên. Xin lỗi anh Hằng nha. Đồ cái thằng này đỡ coi trời không? Hằng cứ hình thù. Hằng 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 bây giờ sao đụng anh dẫn em lên nhà anh Hằng chơi mà tự nhiên anh phép à bữa sau rồi anh Hằng nói sao mà xin lỗi mà quýnh cái chuối kỹ mẹ rồi xin lỗi làm gì nữa đụng anh đụng bây giờ anh Quốc anh chốt đều mạng cái đụng anh kêu xin lỗi được không giờ nói với Quốc đi mua con rậm bây giờ uống mẹ bây giờ đụng vậy thôi xin lỗi anh Hằng nha biết đâu bây giờ mày với Quốc hai anh em đi mua con rậm em quá tay ơi đó thôi ông già tao không vậy rồi khi bị như vậy là kẹp một cái đây đây quả chứ như vậy anh Quốc làm gì nữa vậy dùng như sống nó bị chơi kỹ chung thâu rồi đâu lỡ đầu xéo rồi mày nào nữa đánh đánh tao lạng nữa đi mua bia mẹ chừng mua bia nữa mày đồ anh con người có các bạn ơi đồ mấy bạn coi con người này giờ đồ tới anh chật này không bao giờ đồ mày anh em kêu góp thùng bia chứ hả anh mà không mua thì độ dân mẹ nó chữ là đáng chịu thôi tao làm cái chuối sao mà quá lâu quá ông cái chuyện đó đỡ em đúng nào ạ anh ăn đúng không kìm vũ khi nay độ hầu giờ đi nhậu lại uống kia cơ mà cũng bị cầm 20 ngàn nay có cầm tiền không cái này nếu mà mua kìm á nướng mẹ cái hố ra mẹ ừ
Thôi giờ mua tay coi. Thôi đừng có đánh tông lẹ, ông mua điếm á. Mua tay coi được chưa? Mày nói tao điếm nè, nó bị mày. Tự nhiên đi đâu lại. Mày sao cái răng ngoài mày muốn đi niêu mày nó không? Cái răng nghe đẹp quá, cái độ mẹ. Trời ơi, khôn quá. Đâu quá luôn. Anh đi đi. Bên đi vui. Đi không? Đi không? Sao giải quá không mua đúng không? Mẹ mày giờ tao vô đây rồi tao quay ghé để giờ biểu tao đi mua bia nữa mà. Sao ni vậy không? Thành nguồn cái khung với cháu anh. Thành kia, thành xanh nha. Thành kia tao điều gì? Tao làm hôm này bữa sau mở nhà nha, anh bảo em mở nhà luôn, khỏi luôn nha. Đồ mà em dám em đi dạy lên em phé nhà anh hơn là tan nát hết rồi. Còn cân chứ. Mà tập đủ mấy mày cứu vô cái vách tường này nè. Bây giờ nói sao không đưa vô trường mầm non vậy mày nói cho đủ mà ở nhà chi vậy mày. Lấy một chốc. Còn mày thì thiết nói anh vậy anh vậy sao anh tao đi mua bây giờ đâu. Ý là em nói anh không vậy. Mày cái thứ chó nó. Bây giờ nha, thứ nhất là anh không mua thì nó quay trên mạng. Anh em trên mạng nói anh là cái gì thành biếm thành bém thành điếm nổ tùm lum á. Má buồn không? Bây giờ đi mua bia thì không có tiền đúng không? Chứ hỏi vậy. Tiền không? Có 20 ngàn mà đúng không? Anh là suy nghĩ cho anh Quốc Dương Xanh nè. Làm có một cái như thế này đâu. Ừ. Là bây giờ hai người cỡ xe ra kia kiếm một cái đám ruộng nào chơi chơi. Ủa xuống đây. Ờ nhiều không? Không. Xong đó là anh gọi giờ anh kêu là thiết tao bị tai nạn rồi. Chắc 100% mà nó mua bia giờ, nó mua bia giờ xong rồi anh hết tai nạn rồi anh chạy vô lại anh nhậu. Đồ quỷ từng có cái đó đâu anh luôn. Lý giờ anh em mình bị tai nạn mà lý nó bị mua bia nữa. Thế sao? Đó. Anh em. Bóp lên chứ. Đụng nào bóp chi mày. Đi. Mấy mày em sao đâu? Anh hiểu không? Bây giờ cứ xuống đó. Rồi tao hiện đường rồi anh gọi về alo đồ thiết ơi tao xanh tao với xanh đi mua bia mà lỡ tiếng này tai nạn rồi tao rồi chắc tao mua không được đâu. Quá nó kêu là alo không đâu anh đưa em mua cho. Lúc đó mình quay lại mình nhậu đồ quá mệt chưa anh thấy ý tưởng của mình nghĩ cho lúc nào mình lúc nào anh em mình không tốt mình cùng nghĩ cho anh mình nghĩ cho người anh với xanh à. Bây giờ hai anh em đi bây giờ hai anh em cởi xe đi chị thác cùng được mình này chị khó đâu mà cởi đi xe anh đi đi xe tao nữa đó mày. Tung tiền, tung điện. Hay là giờ anh mất thùng kem 500 ngàn này. 500 ngàn là anh với ông Trần Đào làm thằng bắt 200 rưỡi mẹ rồi á. Anh không cho vui. Chuyện nào vậy mày? Chuyện nào vậy? Chuyện nào? Lấy tiền không? Chuyện không mẹ. Sao? Anh đi cho anh ổn, đi cho đây. Quần nữa đó mà. Quá bức cho anh lùa. Lúc mà giờ có hôi xe ổng lòng trướng nha. Nhớ kim đám ruộng ra xa xa lên chỗ đây nha. Nha. Thôi các bạn, nói chung là chưa. Nhưng mà chờ đến từ nào hấp dẫn thì chờ chứ anh hàng vô ăn chả vui vậy. Quốc như chẳng nào sao đi mua bia gì mà lâu chứ mày. Có đi 45 phút mà không nhiều không nó sợ tốn tiền nó giờ luôn. Không có thiệt á. Anh em bây giờ mày ăn đi. Quốc mà gì à? Mà đỡ lâu nó ngồi tao nó thiệt nó dơ lắm. Mày đừng có con. Ai gọi bạn? Mày cha. Ủa mày tắt máy quay ăn mẹ mày. Ai gọi. Đỡ chờ xíu anh hăng luôn. Anh em nào vô anh nhỏ vui vậy? Tao nói thiệt mày anh ơi, nó ngồi nên nó dơ, mày hiểu không? Cái gì mà nó lâu thiệt hả chứ? Sao nào nó không cầm mấy tao điện nha. Ủa sao này có điện thoại luôn hả? Tao điện ông nãy giờ không được đây, tao điện. Mình ăn nữa đây, tí nữa kia mà đỡ dành cho anh Quốc chứ thằng Xanh được. Điện cho ai làm giấy mày? Má là sao mày đưa? Mày đưa hai thằng ông hợp đi chung chỗ mày. Mà chứ ai cứ gọi liên tục vậy không? Alo má Quốc gọi Quốc là mày nói gì? Mà anh ơi chứ đụng mày gì mà lâu dữ mày. Lâu mà tôi nói gì? Alo! Ủa? Sao mặt buồn không vậy? Trời ơi, xanh nuôi vô chỗ điện nổ máy bay xuống ruộng luôn. Ủa? Thì vậy? Thì vậy? Ở đâu mà sao ngã xe rồi? Ủa? Xe thương hăng nè, xe thương hăng nè. Phạm nó. Ủa chắc gì vậy? Vậy? Cái chuyện sao mà tí xuống ruộng vậy? Chụp chàng xanh nào có bị sao không? Em đi đi đâu đâu mà xanh nào? Ủa mày xe mày sao mày đừng lấy xe tao mày, cái gì đó. Để chờ sao? Đâu ấy chỗ nào em chạy ra đi. Chạy ra đi. Ở đâu? Ở đây nổ mày. Ở đâu? Đâu chạy ra đi hả? Tắt đi. Đây đây nhanh lên. Chở nhanh lên. Đâu đi đâu? Từ. Đi đâu vậy? Mấy mày đi đi không biết gì tụi tao. Không chạy. Không có, từ thì tao nói hả? Tao bày anh á. Đấy là anh tai nạn. Cái gì mà bày mày? Anh mua bia mà anh tiếc tiền tao bày anh ra đó. Rồi mấy anh em mình trong đây mình ăn cho đã. Ê bày kìa. Sao mà nói tao không hiểu? Ê là tao bày anh tí xe hả? Mày hiểu không? Lại ông chém vào tí xe. Ừ. Đó được cái gì?
Còn mua bia dơ dữ mày, phòng nó không hiếu luôn. Mấy cái đầu quả tao không hiếu được. Vậy thì mình cho anh lại, mình đi cho anh ăn đi, mình vô ăn đi. Anh chút nữa vô không ăn luôn. Đúng rồi, nó ăn tiếp như vậy. Cái đây là em đang tôi ăn này. Đồ vậy sao mình lấy cái đầu nó tự nhiên anh xe cũng không quan trọng là tự nhiên anh lại đỡ gì khó trong xe. Anh thấy vậy anh đi luôn. Vậy làm nãy mày giờ ổng đồ đèn trước đó là nó nói gì đây? Thì anh chưa ổng mày, anh chưa phúc. Bây giờ anh có tiền mua bia có gì giúp anh không? Thì là tao giúp ổng, ổng tí xe đó. Thì đường nào tí xe thì có mua bia hả? Sao mà anh giúp ổng mà phải đưa tiền ổng? Đâu với tao tiền đâu mà đưa ổng đi trời. Sao con? Giờ vô anh ra đi. Ẩm thực gì nữa, đậu mà cái xe tao lỡ chứ đó. Thì anh mà. Anh không, không, anh mày bà bố thì mình bờ. Mày thấy giờ vậy tự nhiên xin ra đủ chuyện hết vậy mày. Sao đủ chuyện vậy? Trời giờ anh nói tao là anh kêu có tiền mua bia hả? Đồ mày sao cái con ngựa anh ông quắc tao thiệt luôn á. Đồ mày không ngờ ông lại cái con ngựa có cái thùng bia ông mua được 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 để nói anh em chứ làm cái gì đâu mà. Nãy giờ sao? Mày mày ép ông như tí mẹ mà. Ép cái đồ con thầy nói vậy nhưng mà tao mà nói mày nhẹ ông có mua không? Ừ. Ép ông mà ông kêu cũng có tiền kìa. Đồ chạy anh mẹ khỏi chào anh luôn mày. Người ta nói luôn, người ta nói là ông đi rồi mở luôn đi. À liền rồi. Sao ông cày ông đập nữa luôn. Sao? Em đang đi đường anh nhìn không anh? Em đang đi đường này. Em đang đi đường này, anh nhìn sao không? Sao anh nên chưa nghe bán đi? Có xì. Đâu, tay bay, tay bay, em đang chạy tới nha. Đang này mà luôn. Anh thằng lờ cho cái xì, giờ biết tại sao. Đổ mẹ chào tay cũng đi xì, nãy đi xì ống tự ở mẹ em luôn ấy, còn cái thằng chân đau khùng khùng. Gì vậy? Giờ anh nói xì, chắc bên xì anh lại có gì khó, thì anh thấy vậy anh kêu đi đỡ luôn xì. Đâu lỡ. Bây giờ sao tao cán được? Thôi anh mẹ, kêu mẹ nó nguội lâu nó nguội nữa. Mày quá chuyện mà bày đi bày bè cái chuyện gì đâu. Chung là thông cỡ mẹ ông ấy. Ai biểu cái tàu ông cãi ông tạm. Mình có lòng tốt mình giúp mình quát các bạn. Coi đỡ tốn tiền mua bia mà giờ vô. Đâu đem mua bia ở mình mua bia nuốt mẹ. Mày anh nhậu đỡ tao ông này muốn luôn rồi. Bây giờ mình review cái đâu mà mình nhậu sao? Dạ đúng rồi. Nói tao để nói. Rồi gọi thằng vô đi. Kêu xe quay tàn anh mà anh chờ vậy. Ông gọi nữa. Thôi mấy anh. Đừng mấy giờ mình bơi. Đụng mắt tức rồi. Mà anh em nha. Mà anh em một miếng cá mà trong cái đó là mình nước ông. Quốc mình đang gọi nè. Tất giờ mình đéo cái gì nữa. Ui chua chà nó ngon chua. Ngon thì không có Quốc đúng không anh? Các bạn đéo. Mời mọi người nha. Chỗ cái miếng thịt này. Anh ơi. Nâng. Mời mọi người một miếng nha các bạn. Ui dồi ôi. Chưa thằng vô anh cho anh đi đâu vậy ta. Anh gọi nữa kìa. Mẹ là đúng rồi đúng rồi. Anh chắc có pha chè anh Bình. Hả? Chắc mẹ ơi. Nghĩa Bình. Anh gọi luôn luôn nè. Được, tao nói à. Mày im tẩu anh gọi rồi. Anh gọi tẩu ông gọi nữa. Mày cho đồ máy bay đi anh. À quên rồi. Anh máy gạt, anh máy gạt cho đồ rung hả? Em đang chạy ra đi. Từ ra chứ đang đi, anh cứ điện sao em chạy ra kịp. Anh từ từ đi. Bíp bíp. Em đang điện xe cứu thương tao nữa đây nè. Ok, chọn chứ, nằm im lại, nằm im ru, đừng cứ động. Giữ yên hiện trường, nằm im ru, không được cứ động, nằm im ru đó. Giữ yên hiện trường nha. Tình treo, cháy ruộng mà nằm im ru, không được cứ động, ai tai nạn gì sao mà. Đủ, mày đỡ nó chạy xuống á, đỡ chạy xuống, chứ mày tụi em chạy ra đường này. Nhanh. Mày chứ, má mày bướng ống mày ngu ra mày chạy dễ mày. Vô nhậu đi, cái gì anh kia đang mà anh lo vậy. Nãy giờ anh chạy đâu vậy? Anh tiếc cái đường nào ở trong mày đường đó đâu? Dạ lắm, ổng múc mấy anh mua bia đúng á, đường anh nào anh mua bia được á. Đúng rồi. Bây giờ mình chỉ mời anh em một miếng nữa nha các bạn. Nói chung là con cá này cái thịt nó có vị rất là béo nữa các bạn. Y như mình ăn thịt mỡ vậy á. Thịt ghê vậy á. Chạy đầu mày. Con bia thịt gà với thịt cá không? Mà các bạn nha. Ví dụ các bạn thấy không? Sao dai dữ ta? Cá dai. Dai như mì cay. Đổ vô anh đổ bia vô. Bia. Đúng là anh Hằng làm vậy cho nhanh gọn nghĩa chờ mẹ chờ cái ông nó thiệt á. Đó tao làm coi. Làm ăn được nói mẹ. Cái gì cái lỗi không? Coi như là tao chờ cái xe nó luôn rồi. Đúng rồi, xe quay anh xe tàn rồi. Xe con già tao. Nên mình ăn trước đây là mình giấc mẹ. Em kêu anh Ngọc chờ cho em cho anh ở quỷ luôn. Anh Hằng review đúng không? Anh Hằng khùng với mẹ. Anh Hằng review anh Hằng. Làm miếng anh Hằng. Em review cho. Đâu. Review rồi, anh review đi. Này mấy mình, đủ ổng điện đỡ. Mày cứ kêu anh Ngọc im chờ mày gần tới. Cho anh em im luôn rồi luôn rồi. Gần tới Hà Nội rồi đúng không? Cái miếng da nó dai lắm mình đấy là nguyên một cục á. Sao cậu chim bữa nay cậu chim lem con kém mập ơi. Tự nó ngủ ngủ mày. Bữa nào làm cái xong đó hả? Đủ mà sao lấy cái kéo. Kéo gì? Gớ gì? Con chiếc ghiền kéo diễn nó nào? Đấy. Nguyên cục á luôn.
cái thịt nó béo đấy, cầm mấy cái tô lên ui ui. Đấy, quay cho mọi người thấy mà đẹp miếng đấy. Biết thế gì không? Cái bia đưa đưa vô cái mỏ kỹ không kìa, mỏ nhúng sao anh hăng anh đấy cảm giác thế nào? Đồ anh này thiếu ở đâu sống hả? Giờ leo đồ không? Nói chung leo thiếu các anh kèm các bạn nhưng mà không sao. Thôi chim vô bớt mấy miếng cỏ đỡ đi. Tám. Hai cái bạn. Không có một chút tanh luôn. Im lem mà nghĩ sao ấy. Đây đây. Phúc phúc phúc. Đây các bạn. Tăng mình. Sao? Đang nói ra bạn. Thiệt nó tan trong miệng luôn mày. Đồ nó béo. Cái này nó béo các bạn ngon. Ai dạy nó quá đấy? Em dạ. Em dạ. Hả? Mày đưa cho sang đủ nó mới ăn ngủ nó mới dậy nó mới vô kêu nó dậy mà không thấy em. Mày mày ăn cá rồi ra nha. Chưa mày ăn cá cho anh vô nó bò ấy. Đẻ không? Cái gì nó vô tan trong miệng như một cục thịt mỡ vậy. Chưa phải con cá này má em này. Đưa lấy cái phần nghiền cái bụng nó thử này. Đây này, cái phần nó cứt không mà tiếp. Điên hay sao? Đây. Chưa các bạn thấy không? Cá vậy? Hả? Cái bụng cái phần bên bụng nó này. Tao thấy mà hồi tào lao nhận tiếp. Chưa sao? Bây giờ trước camera mà hồi các bạn thấy không? Cái này đùi là thấy. Bây giờ các bạn thấy rõ không? Đùa rồi. Bạn thấy rõ cái miếng thịt cá không bạn? Thôi lên bia uống mẹ. Đúng rồi, lên bia anh ơi. Mời mọi người á. Bây giờ lên bia. Mời mọi người một miếng này xem là mình dứt nè. Đổi đỡ cho hai ổng nè, mình thấy mẹ ở ruộng đồ điên đồ khùng. Muốn ăn nhậu vô không? Cứ muốn đi nè mở bờ ruộng bờ bờ nào. Ba tao nói thiệt với mày nè. Giờ này anh bìm ba tao mới kiếm chuyện tao đưa đây ông ra ruộng nè mà. Hả? Là do ông chanh đào thiếu tẩu á. Đậu ai biểu nó ngu. Mày giờ đậu mẹ kêu chanh đào giờ khác gì kêu ông giờ. Ở tao không lạnh tao không? Ngu cho nó theo ổng là nó ngu nó ráng chịu chứ hỏi nhà cha con của nó mà. Sang mà lót anh ngay bây giờ tao nói mày không ăn nhanh là chút nữa ông kia là đừng có khép đồ nhanh là ông kia hả? Đồ má mau nhắc mày cho ông kia chấm mẹ anh nãy giờ mình nói anh mà lo cái gì bà cho anh em làm gì vậy? Sao tụi bay em đây mày? Hả? Sao tụi bay em nè? Đồ mày bà chết bị như vậy hả? Đồ mày tí như mày chơi đồ mày đâu hết trời gom đồ mày không? Ui dồi nhảy phi năng đủ bây giờ mày không quá mất anh dồn nó cái này nói gì? Hả? Bia đồ mày chết quá. Còn cái thằng đây mày nghe vô nào mày chia tao mà nó kém ba cả nhà nữa thôi kém đậu quá thằng đậu quá tao đi ấy là sao đâu em làm gì vậy đất rồi tao để cái vắt nghe anh đang nghĩ chỗ nào anh làm cái tay anh đập nghe vô cái chân nó nghĩ cho em mẹ đi hả mày nghĩ chân gì hả mày nghĩ chân chỗ nào được đúng không anh nghĩ chỗ nào mày nghĩ chỗ nào sao đâu mày ngu vậy mày mở mày sao mày ăn cái gì mày tiêu ổng chơi hả ai biểu mày làm vậy hả vô mày ăn uống mà không chịu mày thích làm vô cho anh nói đi mua bia tí mày nghe tao coi được không mày dễ bộ đúng không thế hả đứng thẳng lên nhanh hả tao biết cái đầu chàng chanh nó đeo thiệt mà mày nói vậy mày tòng em nó mà chanh nó đeo thiệt mà thấy không anh đồ bạc nhanh chìa cái đầu phộng mày mé mày cái thằng chó chưa cô nó gãy cái chuối nữa ủa phộng mé mày mày chanh đau kìa mày sao mày hát rồi cái mù tao anh cho con lầu ấy thôi gọi chị con thằng kìa mấy mày sao chứ mày giả bộ mày với quốc bị điên hay sao vậy anh có hồi nãy mày à mày không mua bia thì bây giờ anh mua bia chưa có bia đầu đó anh mừng nữa đâu mấy nãy giờ anh em vô ăn uống say xỉn mẹ đứng mày về mày dọn về mày ê dọn về mày dọn về mày nãy giờ anh em ở trong đây ăn uống đẻ đậu đồ thứ ngu quần chứ quốc đậu em trơn tao vậy mày mẹ mày vẫn như con kia mà đồ đồ gì một 130 ngàn mà nó tao tại trong bia ngâm bia đây quậy ra đâu cái bên luôn mẹ mày đừng có khùng nhiều nha sao đâu mình bị tai nạn mà nó đi mày đi vô tắm rửa ra không cứu gì mất rồi mày giả bộ mà tao định đi cứu mày mà ai biểu mày không ra mày ra vô để mày thiệt là chim có phố em không mày bị thiệt thì tao chạy ra chứ mày hỏi hay quá giờ mày vô mày tắm rửa nhanh lên đi đây anh này mày còn mang tao cái cúc mẹ đi dìa mẹ đi dìa mẹ đi ông đi mẹ dìa mẹ nếu ai nếu kéo ông ở lại đâu uống chai nữa uống chai hết tuần rồi em đi mày lại ui đừng nữa chứ mẹ thì khùng lắm mà đàn ư sao vẫn đang đi bốc sao vẫn đang vậy
Tiền dữ ơi. Thảo Xanh đi vô tém mày nhanh đi, anh nói nghe không? Đâu tém. Còn không rồi mày vừa luôn đi. Quá nói ăn liều không em hả? Liều không mày làm như tao mày hiểu không? Mày chứ thằng Phúc chơi đúng không? Cái đồ mày chơi. Mày cái bàn chơi đúng không? Đồ em hiểu sao thằng Phúc nó nói vậy mà anh làm được hay thiệt hả? Quần vô ăn luôn, khỏi tắm. Đồ bao giải tao ngồi ăn luôn. Em đâu có tốn tiền mua bia mà. Đúng không? Ăn luôn. Đúng không em đâu, em đâu có bia được đâu. Mày uống bia mày đây, ai biểu mày mua cho mày nước ngọt. Em đâu tốn tiền mua bia đó. Ngồi ăn luôn. Thôi anh Nam, mới hình như là tao thấy cái màn đây là cho anh tao. Hả? Bởi vì thứ nhất... Ý mày! Ai hốt đi mà! Thứ nhất là... Nghe mày phải xuống đây cho ăn rồi đâu mày đỡ, nó cho vậy. Nó biết chạy này á. Đồ mày nói gì mà nước miếng chạy thiềm lắm bây giờ, vô tắm rửa nhanh đi. Vô tắm đi. Mẹ không? Khùng kia nữa. Bây giờ mày có mình mày nhanh cho tao. Bây giờ thiếu mẹ. Má nó phải anh cho anh rửa rồi chứ anh làm gì vậy anh quá. Anh vô tắm rửa xong rồi anh chứ làm gì vậy? Rửa cho tụi bay kim đi ăn nữa này. Mày cho tao cho anh ruộng rồi nói tai nạn rồi. Ai làm cho anh vậy? Anh đâu bò đây này. Đấy là anh có tốn tiền mua bia không? Sao nãy mà anh bày ổng đi anh cứt mẹ. Mày sao rộn mày ơi. Xong mày khui cái lông mũi. Đấy là anh có tốn tiền mua bia không? Khui lông mũi mày ra đúc mẹ sao vậy? Mày lẽ tụi bay cho anh đi mua bia với mẹ luôn. Ông sợ tốn tiền bia. Nói ra đồng chạm nó luôn à. Có chết gì đụng chạm sáng giờ em làm cá em còn nướng mà anh làm được gì không? Ai với ông mày tôi cho tâm xen đụng chạy. Đấy là giờ anh có tốn tiền mua bia không? Không. Sao nãy anh không tiến xuống ruộng anh làm mất tiền đúng không? Đúng không? Đồ thứ sao mà cái con nhưng mà cho tới đây rộng ra anh cho nghĩ mẹ mở cái mày dưa mẹ dưa mẹ đổ mấy cái ẩm thực này của tôi nè đang quay nè mọi người thấy không cái sự điếm cho còn lòng bỉm không mé mày trời anh muốn tự người muốn toàn tàn mày ta cái gì người đổ đi vậy để nói anh anh em đổ mua chứ vậy đổ mày chân gian cái hố kia ngồi cũng bị dính lây luôn á ủa nhà ảnh mà anh làm gì cái đây nhà ảnh nãy ảnh nhiệt tình ông ghe vị đồ anh xếp đầy đủ hết phụ đồ luôn là tắm giờ tao nãy đang quét dậy lên nhớ mày tướng tao mà mày đồ mà nó quét gì nữa anh lúc anh quét anh đem xuống rồi mày cũng biết nói rồi anh em mình dùng mẹ cái bạn anh vừa chứ anh các bạn này các bạn thấy mình quét cái gì vậy đúng không các bạn? Thôi giờ em nói không nói nhiều nữa anh vô tắm rửa đi. Lên mày. Vô mày. Anh biết cho trẻ ngành vô cái tao cái chai bia của tao mà. Tắm rửa cho trẻ vô. Cái chai bia của tao sạch luôn. Cái sao con ông này đổ. Đến làm cái bia của em là lên quốc. Bia ở đây. Bia của em. Cái bia của em đâu? Cái nãy anh ngậm ra đây chưa? Ngậm rồi. Ngậm rồi á. Ngậm chưa? Cái mỏ mày sao mày điếm túi như mày? Đưa tao rửa cái đấy, coi hàng chai nhá. Mày nó làm như dơ, nó sạch lắm. Cái mỏ anh chưa xúc miệng mà nghĩ sao vậy? Rửa đi! Đưa tém luôn mày. Ừ. Tao đưa đi. Ủa mày tao tém luôn hả? Hay, tao tém đi. Tém là rửa tay cho anh xíu. Như mấy cái lệnh tổ tiệc đó chứ. Ấy là anh bày giải lâu chưa? Anh quá. Mẹ tao bị ở mắt gừa. Anh có hổ người. Mấy nào mày mua kia này tao tém ra đẹp à. Lấy chai nữa, lấy chai nữa, lỡ cỡ đâu. Tao biết mày uống phải chua đâu mọi. Nhanh đi mẹ. Đậu mấy cái đây hình như giờ. Mày ống gì vậy mày? Hết ấy đâu. Cái bè nó tắm bia vậy. Đụng anh vô em ăn không, quen nó tui quá. Đó anh em anh uống cả vô mày vô. Chà nó nhiều lên con cá kìa thiếp. Mẹ mày. Sụp mẹ đi mẹ đây. Tên người cho mệt đi. Đi mẹ. Mày tui lấy cái bè này dễ mỏ. Mẹ vô chứ mẹ đỡ cho người ta anh uống gì đâu mẹ. Uống gì hả? Ủa chứ hả tao mới không uống điện ổng đâu mà. Ê quần gì giờ ta vô tụi bay đem ghé tụi bay đi nữa. Đi đâu? Đủ cái đó sao anh cứ suy nghĩ vậy quá. Cái mặt một vui mà ai tin. Mẹ cái đó một cuồng hốn. Mà chết đủ em nói vậy hả hổn hả? Cái mỏ mày một đùi hốn á mà. Bố nói tao rầu. Nói tao mà không hộp. Không phải. Nói thật thì anh cứ mẹ. Mày mạng hốn à. Ủa ông mạng gì? Mạng nhện à? Mạng hiền. Diệt theo ấy. Dũng quá mày. Ủa mấy gì mày mẹ theo kêu ông Phúc. Ông ấm tiền mà. Anh nhẹ. Ôi chị trẻ đúng mà. Giờ thôi anh em mình cứ coi như mà dạng như cho chủ quanh tay. À đúng mấy Phúc nói con ơi gì. Cho chủ quanh tay. Cho chủ quanh tay mẹ. Mình đang nghe chơi. Đừng chạy hẹp chị chó. Chị chó là cái bữa ẩm thực không ngon. Mẹ thiệt anh bữa ẩm thực đây đủ không ngon. Đừng như nói gì. Vậy mày đu mày ra đi. Nếu mày ăn chìm kem trộn mở vợ đồ. Vô anh sao đâu. Sao đâu tắm rửa sao rồi nha. Vô đây em. Kem trộn mở kì mở túi mở mày điếm. Sao đâu mà đem mày quất cho mỏng cái sao đâu. Mày thương gì đâu. Mày thấy không thấy anh Nhường Chanh đâu. Nó sạch sẽ nó tắm rửa sạch sẽ thế không. Mày muốn tao đây thì nó sao kêu Nhường Chanh. Đủ mày ông còn hôn nó nữa nó làm gì nó. Nó đấy lấy đuổi anh em. Đều lắm. Ủa cái đuổi của em. Đây.
á. Ủa anh cái đều này này quá. Tao không có kiếp cho tao, tôi kiếp là xanh xanh ổng kiếp nha. Đây mình nhường anh quá cái đây nè, câu ập. Đây nha, ổng kiếp cái mỏ mày á. Nhắm đi, cha lanh. Cái này nó mặc một người như mày luôn á. Đụng cái mỏ lên, ơi chị cái mỏ. Mấy em còn lấy anh ghép tụi liệu mỏ. Biết sao sửa tiệc ẩm thực này đủ nó nán tiệc luôn. Thôi mình kết thúc video đi. Đâu kết thúc video các bạn. Anh ghé của mình nha mọi người. Ô chim, mình đang nói chuyện Nhân Quốc xíu ơi. Chị em, anh em mình đang nói chuyện không chứ. Ê, bán. Chân nào đi review xíu. Đây mời các bạn nha. Thấy không, anh tự tốt nè các bạn không. Vâng, cái nè. Nghe đây xem. Mời các bạn nha. Thấy chưa, anh uống đàng hoàng sao với đau nó thế nào. Đủ, xào cây dữ anh chim. Cây nó cũng ngon, nó không tanh thì không, chết là nó tanh lắm sao nào. Quả chứ xào cây mà lấy tay bỏ ăn cụ. Nhớ tao quá. Ngồi xuống đi. Sảng lơ thằng lắm. À chỗ này nè em quá. Nãy giờ anh em mình có nhậu không? Sao đủ giờ hết muốn nhậu. Thiệt luôn á. Lấy coi bia anh em mình uống đi. Sao anh Hằng ngon anh Hằng? Quá ngon. Bình thấy sao nào? Ngon nhá. Cá này rất là béo luôn các bạn. Đúng chấm này nó 99.5 điểm mà. Cá này kêu hối kêu chơi thằng. Cá bằng tàn thôi. Còn có anh. Biết mày. Mày lấy mày mày biết mày. Còn anh em nói vậy. Thành độ không có nghĩa khí, thành không phải bãi giang hồ, thành độ má gọi là không. Sao anh nói anh không biết gì ấy? Tiện nhân. Quả chứ anh không biết gì ấy. Biết gì vậy mày? Mày mày hầu mới vừa hở động mày bị anh em đồ nó kịp chuyện gì tao cũng bay ra tao lăn xẻ mày. Tao cứ ai gì cho được. Quả chứ mày mày gì hầu nào lúc nào anh nói thử em nghe. Bữa công an biết mày đều đi hết là tao lên tao chỗ mày mà đi bộ gì trai. Đâu anh tưởng là anh giúp được em cái gì chứ. Đâu anh tới em công an bắt anh lên chở em về. Anh đưa giúp em được cái gì. Mày mày dai biết mày không đội mũ hiểm mà ngu như con bò nè. Đi xe mày chấp hành được phép chứ. Uống bia chút mới chạy ra nữa. Tôi báo mày bắt thí mẹ mà luôn. Vậy sao dạ được thôi. Vậy thì anh vô nào cũng được là mấy. Đi mày kia hô. Mày review với mày ăn hai răng cửa không. Mầm nạm có nó. Quá nó chẳng chẳng. Bây giờ sao tao nói mà sao tao nó nấu luôn à. Cái chuối nào cái châu răng của thằng hồ hết á. Không cái dừa cho mấy dừa cho. Cái dừa nào mà chịu rấu răng đó mày. Răng nó răng ghẻ chứ mà tôi không răng thiệt ai. Bây giờ là mà đỡ người ta chưa ngủ gì một chút ấy. Đụng mấy thằng xanh đào nó bè dè nó bè phao lúa cái quần nó dư. Anh em mình vô, anh em mình vô. Cái quần bè dè nó. Anh em mình vô. Tôi không vô với ông không có nghĩ. Anh em nó cái quần bè dè nó mặt này. Bồng da. Mấy thằng nào mà có cái quần cái đẹp mà đưa anh đi đưa. Mấy quần má ta. Đồ mấy cái quần bóng cổ vợ thằng mà. Má ta. Đồ mấy quần bóng vợ thằng mà tiếp đưa mày nè mày. Mấy quần nó hồn quá thằng đó. Ông chết rồi. Đưa cho quá thưởng chưa. Tụi mẹ coi cho mày đưa quốc gia đó anh hưởng chứ. Tại con ông vô độ mẹ đau cái bè đó. Dám ngầu cho ông nữa quá. Sao vậy? Nhớ ngầu lại ngay. Lấy gối quay kia mày. Cái đồ. Nhà anh mang lại nha. Anh mang gối con hồng này. Dù tao đây, cho em ngầu vô em ngầu đây. Vô em ngầu bên đây nè. Em ngầu bên đây nè sao nào. Vô em ngầu bên Phúc kìa. Đó anh ngầu dưới thằng đính cá này cái. Cái đồ này. Anh tự vô ngay. Tiếp anh nói tao đi. Đấy là ai nói tao đi. Tự rồi. Ủa tự vậy tự nhập chứ. Ủa mấy tao gặp nạn. Thằng nào là tự vô mày sao. Sao mà lết sao mà đi ăn cứu tao mày. Ủa anh chị. Cái thằng điền răng đây sao đụng á. Cái răng là như em. Cái răng nó bị hư rồi mà cái đeo nó cũng bị hư. Sợ nó. Liên quan gì. Mẹ nó tướng. Liên quan gì hả điếm chó. Ước chuyện chim nó cũng hư luôn mẹ nè. Sao thằng hận hồ kìa nhớ răng nào có nó mày. Anh nghe thì nó là phá. Hèn chứ người đó đâu mập nấu đâu. Nhiều chuyện quá mà mập nấu. Ủa đây. Ai uống chứ người biếm biếm rồi. Cái mẹ mày. Cái thằng bắt đường dứ. Thằng bắt đường dứ. Mày là thằng bắt đường dứ. Đâu mày. Tao không vừa khí để cho mới nói mới điền kìa. Thôi vô anh Quốc. Vô anh. Thôi sao nào làm miếng review cho anh coi. Làm cái đeo đụng mấy review mà mày bỏ luôn rồi sao nào. Thôi bỏ nguyên cái mình này. Bị gì tía đó sao nào. Đâu? Bị khúc đây, bị khúc đây. Mày nghe lấy khúc này này sao nào? Mày nghe bà già mà buồn là mày lắm ở đâu? Chưa, cái khúc đó chứ không ạ. Em thấy ba cái nhàng đó em thép lòng trước thôi. Đồ quá chắc tao lên cu xén đều mày quá đâu. Anh nghe, đừng có nói chuyện như mấy ông bỉm ông điếm gì. Mày mẹ đi điếm đó. Tao lẹ đây người giúp mày này, mày có giúp tao được thằng nào không? Mẹ mày sẽ hỏi cái trường vu. Cái thằng tiểu nhân như mày, thằng mở kỳ như mày mà lạnh mẹ. Đéo ngán chụp cam trọng mở mày giờ đồ mày léo tay rồi. Nhiều quá. Mẹ mày tao bóp giấy chạy lên cố trận chết mắt tí mẹ mày vậy. Sao? Có mình chó im. Đâu cái đó đậu xào lao với mất chị sao nào. Ủa mấy thằng kia nói câu gì kìa. Nó điên hết. Nó điếc bây giờ cái tên mẹ mày. Mày biết che chú, che già mày yếu vậy mày.
mở kì mày biết đồ mày xin cái mỏ không biết xin mấy đầu rồi em đợi cho người ta em tư vấn cho mày không biết đồ mày xin nghĩ được người già cái yếu rồi anh nói gì vậy không biết trên trên nhường chứ không biết cho anh ăn gì vậy anh ai dám đuôi anh nhà mày đưa ơi mày ăn gì vậy mày ăn cái đồ động chân lại Don't sue.